Xin chào quý vị nhà Trung Sung. Xin chào quý vị nhà Trung Sung Sướng. Bữa nay ăn Trung Thu, cậu ấm đã và la lô ba mập và hưởng và mình được hưởng đây. Xíu mại này rất là ngon này quý vị. Xíu mại, cái này có chấm đỏ. Ăn vô là nó có mang có đồ ngon lắm. Cậu ấm đi chơi gì ăn khang dữ lắm. Nên là sẵn đây mình làm việc có hướng vậy. Coi như cái này là nửa ký, mình làm 960g là một ký, ăn hết một tiền rồi. Đó, giới thiệu quý vị, cái này là bắp. Bắp mua ở chợ Ado với là chợ Willis rất là ngon, còn nhiều trái bự. Còn đây là khoai ngọt hấp dẫn ở chợ khoai ngọt mua ở đâu hay quay nè. Ngon quá. Ở đây là khoai tím nè quý vị. Wow, khoai tím ngon lắm, có củ quá. Wow, ngon quá. Wow, tuyệt vời nè, nguyên củ ngon lắm đó, cống hiến quý vị đó. Còn đây là bánh canh đặc biệt, bánh canh đu bò. Hay quý vị thấy không, là bánh canh này của Nhật Bản. Cái này tôi cho lô bé mập, cái này tôi cho cổ ấm. Đuôi này là đuôi con bê, còn cái này khoai tây rất là tuyệt vời hầm đó. Bao nhiêu ở đây bánh canh, còn loại này là quả shawarma cổ ấm, mua một cái dài 3 khúc đi với Henry Yan rất là ngon đó. Cổ ấm ăn một miếng, mình một miếng, và lô bé mập không quen ăn quả shawarma thật là dê quý vị. Cầu chúc quý vị vui tươi đây. Thịt lam. Đây quý vị thấy không, quả xoài này là ta trồng rất là đặc biệt trong vườn kiến, một cây chỉ có mấy trái thôi hay quý vị. Cái này là hơn 1 ký đó, quá tuyệt vời, ngon lắm. Mình mua 4 trái, có người bạn quen biết mấy chục năm ở Thụy Điển, và mấy bữa nay không thấy, không biết ông bận ra sao rồi. Còn mấy quả dưa này rất ngon, còn trái này mới mua ở chợ Quy Liệt rất là ngon ngọt quý vị. Mấy trái này là trái nectarine, là trái đào tiên á, rất là ngon mà không có lông. Đó, bữa nay sản gì mình công hiến mấy quả bom này siêu to đại bự đầu mùa của Thụy Điển rất là tuyệt vời. Quý vị thấy màu tím đẹp không? Quá đẹp nè. Còn này là màu đặc biệt, trái xanh này là của đại học luôn, của ấm đem về. Đó, quý vị coi hấp dẫn, lo đồ máy mặt vậy. Chiếu cho quý vị coi một chút. Dạ, đó. Xong mình snap không? Đầu đem dấu của mình bắt đầu tết mẹ. Cái body của tôi đang đâu rồi? Trời ơi, body 358 năm rồi, đứa nào mang đi đâu rồi? Xong. Thế là phá đám rồi. Rồi, xin cảm ơn quý vị, mình sẽ giới thiệu với lên cái sách 358 năm của đại học luôn mà cậu ấm tặng cho sinh. Xong. Xin chào quý vị, đây là cá vali mà đầu năm học mới của sinh viên đại học của luôn. Mỗi khóa bắt đầu là cậu ấm tặng cho mỗi sinh viên một cái thế này. Đại học này có từ năm 1666, tức là 358 năm về trước quý vị. Đó, quý vị thấy là 1666. Và Lund University, Đại học Lund đã được thành lập 358 năm. Và đây là Đại học Kỹ thuật của Lund, Technik về IT, tức là đào tạo những kỹ sư điện tử, tức là kỹ sư điện toán. Coi như dành cho những vị mà đã tốt nghiệp cử nhân rồi, bắt đầu vào lấy thạc sĩ và tiến sĩ. Anh cậu ấm làm việc đây được 2 năm mấy tháng rồi. Cách đây 2 năm tháng 6 vừa rồi là 2 năm và 3 tháng. Và chuẩn bị lên lương, cũng như là được mời đi Jetboy Stockholm nửa tháng 10 tới, và đi qua Phần Lan để dự đào quốc tế những người lãnh đạo đào tạo và giáo dục. Coi như là tháng 11. Coi như rất là tuyệt vời, Jyväskylä ở miền trung của Phần Lan. Xin chào và cảm ơn quý vị, cầu chúc quý vị Trung Thu. Bữa nay quý vị thấy Trung Thu vui tươi không? Đó, có bánh rồi. Nhưng mà cô La Lô bé mập quên lấy bánh, quý vị chờ trước nha. Wow, bánh ngon quá, sẵn đây mình làm trước đỉnh luôn. Wow, bánh ngon quá. Hôm nay không kia hết ở đây đâu. Trời ơi. Wow. Đó, quý vị thấy bánh Trung Thu. Ôi da, ở đâu hộp bánh Trung Thu của tôi để đâu đây nữa rồi. Đây nè, ngon quá. Đó, cô La Lô bé mập. Xin chào quý vị. Đây, nhân ngày sinh nhật của cậu ấm, có cặp chúc của những người
người đồng nghiệp của Đại học Nhân Tổ Ấm được 30 tuổi, rất là tuyệt vời, có nhiều bà cốt và có tạp chúc nhưng mà mình chưa có lấy ra. Và Tổ Ấm được tặng bộ ly này, bộ đèn này của hoàng gia của Đan Mạch, cũng có xài cái này ở trong hoàng cung đó quý vị. Cái này là coi như bằng bạc, rất là tuyệt vời, sang quý lắm, 30 năm là rất là tuyệt vời. Đây, cái này là của hoàng gia của Đan Mạch, ở trong hoàng gia có xài cái này nè quý vị. Quý vị bấm lên là quý vị biết đây, rất là tuyệt vời, của hoàng gia tặng cho cậu Ấm, coi như đại học ưu ái. Cái này là để đàn cây, để đàn cây mà bằng bạc quý vị, ở trong hoàng gia hoàng cung có xài cái này đây. Hoàng cung của nữ hoàng của Đan Mạch có xài cái này nên là khó hiểu đàng hoàng. Rồi bữa nay cậu Ấm vừa rồi đi ra và tiệm liên tài của em Sen và em Hoa đó quý vị, cái bánh này là 55 đồng đó, trung thu đó quý vị, thấy không? Rồi ở đây bánh nữa, sầu riêng, bánh sầu riêng môn. Cậu Ấm mua được 4 cái quý vị ơi, 4 cái nè quý vị, thấy ngon không? Bánh này là bánh trứng là lô em Mập ăn hết nửa cái, mình ăn mình sơ một cái sầu riêng, cái là môn. Còn này môn à, có đủ loại quý vị, là quý vị sẽ thưởng thức rất là ngon đó. Và cô Hoa có tặng cho cháu Thành hai cái hộp bánh rất là tuyệt vời đó, bánh này ăn rồi đây, coi như cô la lô với Mập ăn còn ở đó. Đây bánh này nè quý vị, 55 đồng đó quý vị, thấy không? Nè, hiểu ra rồi, 50 đó. Cái kia là một cái bánh dừa, cái bánh quý vị, thấy không? Hạt cẩm đó. Rồi đây tặng cho hai cái này cho cậu Ấm nữa nè, ăn thử nếu mà ngon là mua. Trong nó có nhân thịt đó, có nhân thịt ngon lắm. Cô Hoa nó cho cháu Thành, mừng cháu Thành nè, đó làm đại học còn ngon lành nha. Hồi bé bè ba cái đây 20 năm có học, có học ở Úc Xì Phật học, hồi đó cô Ấm 10 tuổi. Rồi bây giờ bía, đúng 20 năm đây, bánh bía đó, cô la lô với Mập đây, bánh bía mình này sẵn dịp mình làm chương trình luôn, bánh bía Sóc Trăng của bà Bãi, mình có tới Sóc Trăng rồi, con của bà Bãi. Ông rể muốn mời mình đi thăm coi như cái gì viên là hè, coi như là tăng hoa viên. Còn đây là gà này quý vị, và còn Ấm mới khoe mình hồi sáng mà mình không biết, mua gà sấy, gà sấy này cô, lá chanh. Còn của Ấm bây giờ yêu quê hương lắm đó, ăn bánh bánh cơm trái Sài Gòn, quá quý vị thấy hấp dẫn không? Cơm trái Sài Gòn đó, rất là tuyệt vời. Bữa nay mình sẽ nấu mang vịt rồi, có mang cũng đem đi giấu luôn, thấy chưa? Mình để chương trình lấy mang ra đây giới thiệu lên hết luôn, ở đây có con chục nó tha hết rồi rồi, nó đem mang mình chục ra đâu nào, đây 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 ơi. Mang này hơn một năm mình chưa có ăn lạ này quý vị. Đây quý vị thấy mang không? À, mang này rất là ngon, coi như mang lá tươi đó, mang lá tươi rất là tuyệt vời đó quý vị. Thay mang lá tươi mình mua 2 kg mình sẽ làm vịt mang rất là ngon, 2 kg cái này rất là ngon, ở tiệm của Sang Liên Sang và Hoa của Bắc Liên Tài Thái Châu, quý vị tới là sẽ có đó. Ở đây chương trình được gửi đi trung thu, cầu chúc quý vị trung thu vui tươi và hạnh phúc nhân dịp này. Sáng để mà hưởng thụ buổi sáng, rất là ngon. Và sẵn đây giới thiệu quý vị, cái này mình ăn cũng mấy chục lần rồi, chỉ có tiệm của Á Châu Liên Tài và Liên Sang Hoa là cái này ngon nhất. Rồi cảm ơn, cầu chúc quý vị vui tươi, cầu chúc cho Á Châu Liên Tài muôn mai bán đắt. Đây Đức Thế Tôn do La Lô với Mập và thỉnh được một tuần nhân mùa trung thu ngày đến. Còn đây là Bố Đại Hòa Thượng quý vị, ngày băng sách đi cắt thịt cho gì ăn nấy đó. Đó ngày đi ngày ba bị đây, Bố Đại Hòa Thượng nên lúc nào mình cũng vui, cái vui của Bố Đại vui, điên ta điên trừ phổ quá tầng tầng. Có một khán thính giả nói tí lìa giống cá lìa thia vậy đó, và không biết cá lìa thia ở đâu, cá bong bóng đó là coi như là điên khùng, điên ta điên cái cả thế giới này là điên, là vui ta vui cái Bố Đại vui, điên ta điên trừ phổ quá tàn tàn, làm chi trừ hoạn đồ hiểm trở, biết sao giờ thới đời viêm lương.
đó, vui là vui của bố đại mà điên là cô quá tầm ta. Dạ, nên là có con người điên biết mình điên là người tỉnh, người tỉnh mà không biết mình không biết mình tỉnh là người điên. Dạ. Rồi xin chào và cảm ơn quý vị, cầu chúc vị khán giả đó vui tươi và hòa chung cái gì mình sống ngược đời tức là điên đối với người đời. Dạ. Người điên mà biết mình điên không phải là điên, người tỉnh mà không biết mình điên mới là điên. Xin chào và cảm ơn quý vị. Đó, bữa nay cảm ơn cô Lalo với Mập đồng hành với mình 35 năm, năm 1989, quen nhau 88-89 đồng hành và coi như kỷ niệm. Và cảm ơn Lalo với Mập đã giúp cho trên 800 chỉ phẩm để mà chuyển tải đến quý vị. Rồi xin chào và cảm ơn quý vị nha. Ăn bánh trung thu, cầu chúc quý vị Lalo với Mập đã ăn rồi, cậu ấm ăn rồi đó. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, cầu chúc quý vị vui tươi. Không quên cảm ơn quý vị đã vào được 470 vị, mình chỉ cần 30 vị thế là đủ 500 tiêu chuẩn đầu tiên. Xin cảm ơn và quý vị nhớ like và cho subscribe cũng như ủng hộ lan tỏa cho bà con gần xa, bạn bè để mà cùng chia sẻ những cái món ăn ngon và những món ăn vừa túi tiền của mình. Những đồ mà mình mua đều là được Lalo với Mập và Cậu Ấm lựa chọn với giá coi như giảm giá rất là tốt đó, nên là cuộc đời cho mình bao nhiêu mình xài bấy nhiêu. Xin chào. Xin chào quý vị, đây là đuôi bò. Bò này là con B Kha Sven, là coi như coi cái đuôi của con B đó quý vị, rất là ngon. Cái này mình mua ở chợ Baza, rất là tuyệt vời, tươi rói. Coi như cái này hai đuôi, coi như là cũng là ngon lắm. Còn đây, bữa nay chợ Baza cũng bán cho mình hai con cá này là mắc đắt tiền mà đẹp, ngon này, chạy xa lắm. Đó, hai con này, hai con này là hai con tuyệt vời. Con này tên là con siêu băm. Đó, quý vị thấy không? Hai con này là tuyệt vời nè. Còn mà sáu con này là to lắm. Con này cá ngu, cá màu vàng. Đó, cá màu vàng rất là ngon quý vị, sáu con. Mỗi người được hai con. Còn đây là cá thu của Ấn Độ, mình mua được mấy chục con, rất là nhiều. Đó, mong rằng quý vị thích thì tới chợ Ado mua với giảm giá rất ngon. Còn này chợ bán 10 đô một ký thay vì ở mấy chợ lớn bán 20 đô đó quý vị, gấp đôi. Đuôi bò thì 10 đô, rất là tuyệt vời, với giá rất là mềm nên là mình ăn rất ngon. Con này nó bơi lội nhiều nên là thịt nó xe và nó ít có xương. Con này cũng vậy, con này rất là ngon. Còn con cá này đầu tiên mình sẽ làm ăn ngon. Cá này giống cá thu của mình. Rồi cống hiến quý vị, đây là khoai đen, mình mua được ngoài nhiều lắm. Khoai lang tím đó quý vị, rất là tuyệt vời. Đó, quý vị thấy không? Còn đây là xoài nè, wow. Mình sẽ làm chương trình sau nhưng mà thôi con. Cống hiến quý vị. Đúng, con bướm bướm bắt đầu vào rồi đó quý vị. Xoài rất là ngon này cờ. Đó, quý vị thấy không? Bữa nay Cậu Ấm đem về ba trái chuối. Xoài này là xoài đặc biệt, ăn rất là thơm ngon. À, đây chả giò vừa rồi mới làm mười mấy cuốn này. Đó, quý vị thấy ngon không? Khoai tây chiên giòn, mười mấy cuốn. Đó, được 17 cuốn. Và mình ăn hai cuốn này đây. Bắp này, bắp ngon lắm. Bắp này chợ Ba Gia bán là 5 trái 25 đồng. Ngọt sật, ngọt như đường đó quý vị. Đó, rất là tuyệt vời. Coi như mình ăn được mấy chục trái đây. Bắp trắng này quý vị, bắp nếp. Và bắp đặc biệt của Đan Mạch. Đan Mạch là coi như bắp tuyệt vời, có nhiều cánh đồng ở trên các hải đảo. Mình mua bữa nay bắp 3 trái 20. Đó, cống hiến quý vị, bữa nay mình sẽ làm đuôi bò trụng. Đây là nấm xào ngon nè quý vị. Nấm này là rất là ngon, mình mới vừa làm chung với chả giò thịt bò bằm, ngon lắm. Cảm ơn quý vị lắng nghe chia sẻ nha. Đó, mình chỉ giới thiệu những đồ ăn mà chợ Ba Sa rất là tuyệt vời. Bữa nay Lalo với Mập thỉnh được Đức Buddha có bông, rồi ngài Bố Đại Hòa Thượng nữa. Quý vị thấy Bố Đại Hòa Thượng không? Mang cái sách nè. À, đây là Bố Đại Hòa Thượng. Ngài Bố Đại Hòa Thượng đó thời ăn trừ cơm và la đây, mệt ngủ chút trừ làm hư không, khát uống no trừ tiêu giao thân, vui ta vui kép vui Bố Đại vui, điên ta điên phổ quá tàn tàn. Đó, xin chào quý vị, cảm ơn cô này. Rồi đây rửa đây bỏ vô.